công trình đang thi công. Cấm vào cái này là cái con kinh này cả nhà, con sông nhỏ mà người ta đắp ngang xong người ta làm cái ống hở vậy nè, đắp làm con hở khủng luôn không nghĩ hay ha. Đắp vậy mà chậu thì yêu lâu thấy á. Trước đây qua đây ta giường mà ngủ. Chạy đấy ơi. Rồi, vợ chồng em chào cả nhà thân thương nha. Em chào cả nhà. Là hai chồng em đi đặt bẫy chuột nha cả nhà. Hai giờ hai chồng đang đi thăm nè. Đặt theo đường lộ này nha cả nhà. Đường này đường mới nha. Mới phát hiện ra đường này đi đặt thử rồi có không. Bên đây còn hoang vu lắm đó cả nhà. Đó. Còn cái khu này rậm lắm. Mới phát hiện ra rồi đi đặt thử cái bờ này nè. Đặt cũng ít chứ không có nhiều nha cả nhà. Hôm qua đi kiếm được cái bờ này tối quá. Đặt dễ. Này mấy lại đặt chấm này vô luôn giờ được không vậy? Ừ. Tại giờ đây không ai đặt chân. Sao sao? Vừa thấy. Đừng nên đặt mạnh quên nha. Chụp cơm hả? Cơm. Còn quá, chụp cơm kì ha. Cơm một xíu. Xíu một xíu. Này dừa nè. Ừ. Cái này cá nè. Ít rồi, còn ngon quá, chụp cơm nữa. Chết luôn. Mấy cái rồi chục cái rồi chết thấy buồn nghe. Thấy buồn rồi đó. Được vậy rồi vô chục cơm rồi đem về đây cái gắn ngon hôm qua thấy được cũng nhâm không mà. Ừ. Sạch không vô. Kỳ vậy? Sạch mà sao nó không vô ta? Đi cặp theo. Này chim nó hót dữ ha. Ừ, dữ rồi. Sao sao ở chợ cơm nữa trời kỳ vậy sao không có kia mà có cơm không nhỉ nhí không cái này vừa cái bẫy rắn rồi chứ không có ăn được rồi. Ừ kỳ quá ở đâu kỳ quá trời ngon rồi nhâm đi khủng luôn á. Đứng đây, đứng đây.
Không nhớ hả? Có gò cút dấu vô cơm tí tí không. Chỗ thì im quá mà ta. À vậy. Ta không có biết luôn á. Ta lựa dữ lắm rồi đó. Phải lựa mới vậy đó, không lựa thì đâu vậy. Đúng không? Ừ. Để ta lựa đó ta đó, xong ta luôn, rửa lại ta. Được cộng. Còn đâu nữa ta? Điều quá. Có. Nói chung chỗ này chắc nhiều người đặt lắm á ta. Mới phát hiện ra điên quá mà. Điên không? Hết rồi hả? Rồi, đi bộ không đi. Ừ. Đó là cái lúc ghé. Mùa xuân. Ở trời, ngay chỗ này là đường anh đang đi không đó. Trời ơi. Trời ơi em ơi, anh đang vô nè ra rồi. Trời ơi. Ô biết chỗ này có anh đang lắm nè. Bánh lòng rồi. Rồi bánh rồi. Lo đó. Thiệt tình luôn. Lo đó. Bánh chân. Nó đó. Ha. Bánh luôn cái lòng nè. Bánh lòng rồi, nó dai nữa. Dấu này anh biết có lắm mượn nè. Trời ơi, sao gãy vậy? Dở dữ vậy? Trời trời, uổng ghê luôn đó trời. Trời ơi, chắc nó bự lắm đấy. Đó. Dấu biết lắm rồi. Ở đây người ta xả. Mấy lúa ở đây sợ xanh thôi. À đừng thử gặp nó dính anh đang nè. Ôi đau lòng quá. Là banh luôn cái lòng luôn cái nhà ơi. Vậy là con nó bự dữ lắm mấy banh đó ấy rồi. Vậy sao thì tôi sẽ sao vô ngay cái lòng nó luôn. Chết nghĩ vô lòng nào. Mấy cái lòng này chắc quá. Mấy lòng này vô chắc banh nữa quá. Chứ nữa. Hư trơn. Lại là mà vô cũng banh nữa. Giục con mẹ vậy. Giục nữa. Đem về bán cho cha giục hoài. Ê cái. Mình quá nửa tháng quay lại. Con nó bự dữ lắm luôn á. Ừ. Phá cái lòng của nó là bự dữ lắm luôn á. Con nó cỡ 2 kg đó. Nè vô nè, vô lứa là chơi. Có hả? Ừ. Ồ, nghe kêu kìa. Này còn này nữa dữ lắm. Ừ. Con này nhỏ, con nãy quá lòng, con nó bự đó. Đúng rồi. Nghe kêu phụ kìa. Ồ, con này nhỏ à. Nhỏ. Con này phá lòng bự mà mấy gặp này vậy cũng kinh quá. Kinh quá. Hư chưa? Được rồi, anh nói nhịn dấu đi biết có mà. Ừ. Cái gặp này nó hư chưa? Mà sao anh mua gặp dở quá vậy? Anh ơi, gặp mình nó bán. Con này nhỏ rồi nãy mày bự. Đây, được con anh đem làm cái nha. Em thấy anh gắt hai cái mà. Làm gì có vui. Trời ơi, gánh nó sợ. Rồi, này không tập luôn. Nó không tập. Cái này hết rồi, hôm qua nó đặt trống mà không có chuyện tối rồi. Hết rồi hả? Còn có mấy cái lòng bự rồi. Ừ. Thôi. Kiếm cầm kém cuộc ấy. Ờ, nó chút ép mà nó dãy vậy đó. Thôi, bự à, 300 gram. Chú dành.
có mua rồi kìa. Quay vậy. Mai mốt anh có mua loại tốt một chút anh. Người ta bán người ta mua vậy thôi. Mua người ta nó nhập dở quá. Cái này. Mai liền cái rồi mày. Ăn đó. Đào đây đâu lại lấy cái bao rồi. À, bông nó còn gì vậy? Ôi trời ơi, quay. Nó có là nó có kinh này nhiều lắm bây giờ. Ừ. Đã đặt hồi mùa nước, có đặt hồi, mùa nước bây giờ chứ giờ đâu ai đặt nữa. Rồi buồn quá cả nhà ơi. Bây giờ em tổng kết luôn đi. 2 3 con. Đây một đi. Cái bị hư. Được con không nhum nè cả nhà. Với hai chú cơm này để bẫy gắn vừa nè. Hai nhỏ nè. Con bị hư lòng. Con này bị xé lòng luôn cả nhà ơi. Buồn ghê luôn á. Xé banh cái lòng luôn nè. Con này chắc bự lắm á giờ. Bự á. Ha. Con này tầm nửa ký lên đó. Đúng rồi đó. Xé làm cái này. Ôi trời, xé bung ra luôn này chồng ha. Nè, tiếc ghê luôn. Gãy luôn hay thiệt. Rồi. Nói chung là hai chồng em phải được cái con đó đừng có xé lòng nữa là hai chồng em cũng đủ ăn đó nha. Hai con cống nhum là ăn dư sức rồi đó. Thôi vợ chồng em bữa nay thất bại. Để thay lòng mới cả nhà. Thì vợ chồng em cũng thiếu cả nhà bữa nấu ăn nha. Tại không có đủ chuột. Con này nấu ăn gì. Và hai chồng em cũng xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Chào cả nhà. Có người đặt nhiều không đó. Em thấy nên đặt trong vụ thì cũng có. Có bà kênh này này có ai đặt không? Không có ai đặt đâu. Vì gì đây là như là ông chủ đất này cũng đặt tu chân cũng đặt. Mời chiều nay lên trên khúc chảnh này. Gần năm mai á. Cái đây đường dọc còn sâu không? Đây là chảnh khoảng mấy trăm mét đến gì đây mới bển á. Không còn thấy tới nhà nó tưởng đâu cùng rồi chứ. Trong nhà nó còn được không? Tới đám sầu riêng nữa mình lên tới đây thì hết trên vụ rồi. À. Đặt khúc của tôi trên này nè. Đụng tới đám mai đó. Qua cầu rồi, qua cầu đúc này mình sẽ chảnh. Đặt bờ kinh này ngon là nào ngon. Bờ kinh này nó êm nè. Đi đặt chuột không ai ba ngày. Tôi đâu có thuốc tiết gì đâu à. Mà mẹ mày mất.